Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ một like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Brickmax. Thì để tham gia dự án này, các bạn click phần link mô tả dưới video mình đăng ký một cái tài khoản nhé. Đầu tiên feed name thì các bạn ghi họ và tên của mình. Rồi dòng tiếp theo các bạn điền địa chỉ email của bạn vào các bạn. Dòng thứ ba các bạn đánh password, dòng thứ tư các bạn xác nhận password. Tiếp theo các bạn nhấp tôi không phải là người máy. Chấp nhận điều khoản của nó các bạn, bấm register nữa các bạn. Dự án này ở khá là tiềm năng đó các bạn. Sau đó có một cái email gửi về mail confirm mail các bạn, thì các bạn mở địa chỉ email của các bạn nghe nó. Rồi, dự án Remit đã gửi về cho mình cái email, gửi về rất là nhanh luôn các bạn. Rồi các bạn bấm vào click your account. Đó, nhiệm vụ tiếp theo các bạn login vào thôi các bạn, nhấp vào tôi không phải là người máy nè, các bạn login nè. Ok, sau khi login vào thì các bạn sẽ nhận được 500 token có cái hiệu là BRMT nè, khoảng 25 đô. Token này nó đang... Rồi đây là liên kết của bạn Việt, liên kết mà chia sẻ trong bè và người thân để kiếm thêm token các bạn. Tiếp tục thì bạn để kiếm thêm token các bạn nhấp vào ba gạch cùng nè. Các bạn nhấp vào iDrop nè. Các bạn bấm vào claim token này các bạn. Rồi, thì đây thì nhiệm vụ thì các bạn làm nhiệm vụ để nhận thêm token là 100, 200, 300, 400. Đây 1000. Thì mình làm từng nhiệm vụ một thôi các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tờ Twitter nè. Bấm vào một row nè. Follow tờ Twitter, gỡ đường link tờ Twitter. Bạn nhấp vào follow các bạn. Mình làm luôn các bạn. Trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè. Dự án này đã có 61.000 theo dõi nè. Khá là đông luôn các bạn. Đó có lộ trình gom up đàng hoàng nè các bạn. Dự án này hơi lâu ăn nhưng mà thấy nó khá là ngon nè các bạn. Rồi các bạn đánh username tờ Twitter các bạn vào nè các bạn. Rồi bấm submit. Close. Rồi nó sẽ duyệt sao các bạn. Rồi tiếp tục follow fanpage Facebook nè. Submit profile link nè. Thì những nhiệm vụ như thế này các bạn tự làm đi nha các bạn. Các bạn bấm vào thích nè. Rồi các bạn nhấp vào anh avatar của mình nè. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Ôi xong được. Đâu lấy đường link cho Facebook mình sao quên luôn các bạn. Các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nè. Các bạn nhấp ba gạch cùng nè. Các bạn sao chép đến trang cá nhân nha các bạn. Ok. Rồi tiếp tục các bạn trở về dự án nè. Các bạn dán đường link profile Facebook mình vào nè. Rồi bấm submit nè. Rồi thì nó sẽ duyệt cho bạn sao các bạn. Tiếp tục Telegram gì mà Instagram gì các bạn. Thì các bạn tương tự các bạn cứ làm đi các bạn. Rồi các bạn việc lên ghép chia sẻ trong bè và người thân để kiếm tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.